Mỗi một chuyến bay và một hành trình nội địa hoặc quốc tế, các hãng hàng không sẽ có những quy định khác nhau về các loại hành lý khác nhau được phép và không được phép mang lên máy bay. Đối với những người lần đầu đi máy bay, hành khách sẽ đặt ra các câu hỏi về những quy định về hành lý bị cấm như không được mang gì lên máy bay. Quý khách lưu ý những thứ không được đem lên máy bay mà mỗi hành khách đều cần phải lưu ý để có chuyến bay an toàn và thoải mái nhất. Đồ ăn nặng mùi, những đồ ăn nặng mùi như sầu riêng mắm tôm hay tương tự là một trong những đồ vật bị cấm mang lên máy bay. Bạn có thể tách muối bỏ hộp rồi dán kín trong hộp xốp, hộp nhựa, không thấy được bên trong và không ngửi thấy mùi. Tốt nhất, bạn nên đựng trong một hộp nhựa rồi bỏ vào một hộp xốp hoặc hộp giấy là hoàn toàn có thể yên tâm cầm theo. Các loại đồ ăn bao gồm món khô, không ngâm nước hoàn toàn có thể mang lên máy bay. Mách nhỏ bạn, khi làm thủ tục đừng nên nói rằng mình có đồ ăn mang lên máy bay. Bạn chỉ đưa hành lý sách tay, chuẩn 7kg, để nhân viên kiểm tra, đồ ăn thì nhờ người nhà cầm. Khi làm xong thủ tục thì hãy mang đồ ăn vào khu vực soi an ninh. Lưu ý, trên chuyến bay có yêu cầu thêm và hạn chế đối với đồ hải sản, thịt và các sản phẩm đông lạnh. Tôi sẽ chia sẻ với bạn thông tin này ở phần cuối. Chất lỏng, bình xịt và chất keo dung tích lớn hơn 100ml, các giới hạn mà chính phủ quy định đối với một số lượng chất lỏng bình xịt và chất keo có thể có trong hành lý sách tay của bạn khi bạn khởi hành từ một nhà ga quốc tế cũng được áp dụng cho các chuyến bay nội địa. Sản phẩm phải được để trong bình chứa ít hơn hoặc bằng 100ml, tương đương với ít hơn hoặc bằng 100g, được mang theo trong một túi ni lông trong suốt bọc kín. Diện tích túi được bọc kín không được phép vượt quá 80cm, ví dụ không cộng cm hoặc 15 x 25cm. Lưu ý, một số mặt hàng có thể không được rõ ràng hoặc đồ chơi với chất lỏng bên trong. Nếu bạn không chắc chắn bạn nên đóng gói nó trong hành lý ký gửi của bạn. Chuyến bay quốc tế, sản phẩm chất lỏng cho phép một số lượng hợp lý của chất lỏng, bình xịt hay chất keo nhưng không bị giới hạn cho một chuyến bay cùng với em bé hoặc trẻ sơ sinh như sữa cho bé và mẹ, nước tiệt trùng, nước ép, thức ăn trẻ em ở dạng lỏng, gel hoặc dạng bột nhão. Không phải dược phẩm nào cũng được mang lên máy bay. Dược phẩm cũng là một trong những vật dụng không được mang lên máy bay, vì vậy bạn nên đóng gói những dược phẩm thiết yếu trong hành lý sách tay, hoặc ít nhất là số thuốc đủ dùng trong một tuần để đề phòng trường hợp bạn không thể tiếp cận hành lý ký gửi của mình tại bất kỳ điểm nào trong chuyến đi. Chú ý với chuyến bay quốc tế, một số loại thuốc sẽ được hỗ trợ tài liệu kiểm tra chẳng hạn như là một thẻ nhận dạng y tế hoặc một lá thư từ một bác sĩ. Thư cần làm rõ bất kỳ loại thuốc lỏng, bình xịt hoặc thuốc gel, quy định các thiết bị y tế. Ví dụ, nước đá hoặc túi gel sử dụng để điều chỉnh nhiệt độ hoặc cần thiết cho kim tiêm dưới da đối với thuốc theo toa bạn chắc chắn rằng tên người trên đơn thuốc phù hợp với tên trên thẻ lên máy bay của bạn hoặc tên của người đi cùng chăm sóc của bạn các vật dụng bị cấm bất kỳ vật dụng nào sắc nhọn có thể gây nguy hiểm cho chuyến bay như dao kéo bật lửa đều bị cấm tuyệt đối tuy nhiên một số đồ vật quen thuộc khác như cái bấm móng tay các loại đầu cắm sạc điện chìa khóa lại được thoải mái cầm lên máy bay tiền mặt cầm lên chuyến bay nếu là chuyến bay quốc tế bạn mang theo bao nhiêu tiền thì phải khai báo đầy đủ Đối với chuyến bay nội địa chưa thấy có quy định được giới hạn bạn được cầm bao nhiêu tiền. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, bạn nên mang theo thẻ ATM. Đồ điện tử, với đồ điện tử, đồ điện, máy xay sinh tố, nồi cơm điện không được cầm sách tay lên chuyến bay. Tuy nhiên bạn hãy gọi cho tổng đài hãng mà bạn đi để biết rõ hơn. Hàng hóa, bộ phận hàng hóa hỗ trợ nhiều tùy chọn vận chuyển hàng hóa cho các các chuyến bay nội địa và quốc tế. Nếu bạn cần vận chuyển bất kỳ hành lý nào theo đường hàng hóa, bạn nên liên hệ với hãng mà bạn đi ít nhất 5 ngày trước ngày khởi hành. Hải sản, thịt và các sản phẩm đông lạnh, bạn có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định kiểm dịch nếu bạn đang vận chuyển hải sản, thịt hoặc các sản phẩm đông lạnh. Lượng hàng bạn có thể mang theo khác nhau ở từng nước. Bạn có thể hỏi các cơ quan chức năng để biết yêu cầu cụ thể trước khi bay. Lưu ý, bạn phải đóng gói hải sản, thịt hoặc các sản phẩm đông lạnh theo những yêu cầu sau. Lưu ý, bạn phải đóng gói hải sản, thịt hoặc các sản phẩm đông lạnh theo những yêu cầu sau hải sản, thịt hoặc các sản phẩm đông lạnh phải được cấp đông hoàn toàn và đặt trong bao bì được duyệt, có khả năng giúp cho sản phẩm giữ được đông lạnh. Bao bì được duyệt bao gồm bao bì nhựa cứng hoặc esky sợi thủy tinh, thùng làm lạnh hoặc thùng giữ lạnh hoặc chất dẻo xốp cứng hoặc hộp polystyrene có nắp. Tổng trọng lượng của từng bao bì cứng phải không được vượt quá 32 kg, trọng lượng tối đa của bất kỳ món đồ hành lý ký gửi riêng lẻ nào. Đối với chất dẻo xốp cứng hoặc hộp polystyrene có nắp, tổng trọng lượng không được vượt quá 20 kg. Bạn không được sử dụng đá lạnh trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm cả tấm đá bằng chất dẻo. Có thể sử dụng các gói làm mát bằng gieo thương mại để giữ cho các sản phẩm được đông lạnh. Toàn bộ hải sản, thịt hoặc các sản phẩm đông lạnh phải được niêm phong và bao gói hai lớp bằng nhựa để phòng ngừa do gì tiềm ẩn trong chuyến bay. Có thể sử dụng đá khô miễn là bạn đáp ứng được những yêu cầu bổ sung này bao bì phải được thông hơi và bạn cũng phải được phép sử dụng đá khô trước khi bay không được vận chuyển hải sản còn tươi sông áp dụng trên mọi chuyến bay quốc tế và nội địa do chính phủ đưa ra ghế trẻ em lắp trên ô tô xe máy nếu bạn đã mua chỗ ngồi cho em bé hoặc con nhỏ của bạn thì bạn có thể mang theo ghế gắn trên ô tô đã được phê duyệt để ngồi trên máy bay ghế gắn trên ô tô không bị tính vào hạn mức hành lý sách tay bạn phải liên hệ với bộ phận khách hàng qua điện thoại để bổ sung dịch vụ ghế ngồi ô tô trên máy bay và hồ sơ đặt chỗ bởi vì mỗi chuyến bay chỉ chấp nhận số lượng giới hạn ghế ngồi ô tô nếu con của bạn nặng hơn 18 kg, trẻ không thể ngồi ở ghế ngồi ô tô được. Bạn cần phải mua một chỗ ngồi được phân bổ cho trẻ. Ghế ngồi ô tô không được chấp thuận sẽ được chuyên chở theo đường hành lý ký gửi và mất phí, trừ trường hợp giá vé đã bao gồm hành lý ký gửi. Ghế ngồi ô tô phải được trang bị vào ghế gần cửa sổ và không được để ở hàng ghế thoát hiểm, bao gồm cả ghế ngồi có chỗ để chân rộng. Các chuyến bay không phê duyệt ghế ngồi ô tô hướng về phía sau. Ghế ngồi này thường cản trở ghế ngồi đằng trước ngả ra. Tuy nhiên, hãng có thể chấp nhận ghế ngồi ô tô của bạn hướng về phía sau nếu một thành viên gia đình hoặc bạn ngồi ở ghế phía trước và vui vẻ để lưng, ghế dựa thẳng đứng trong suốt thời gian bay. Nếu chỗ ngồi hướng về phía sau của bạn là ghế ngồi được thiết kế kiểu Úc, điểm gắn dây bên trên thường quá xa nên dây đai không gắn vào được. Ngoài ra bạn đi cùng trẻ nhỏ HOAC em bé, bạn có thể mang theo một trong những đồ dùng sau. Xe đẩy tay, cũi em bé, ghế ngồi ô tô dành cho em bé, ghế ăn sách tay một số phụ kiện được mang theo lên khoang hành khách. Những phụ kiện nhỏ có giá trị không nên cho vào hàng lý ký gửi vì nó dễ bị thất lạc và hỏng hóc. Túi sách tay, sách bỏ túi hoặc ví, máy tính sách tay trong túi mỏng, máy quay nhỏ, máy ảnh, thức ăn cho em bé dùng trên chuyến bay. Hàng hóa miễn thuế đã được duyệt chỉ trong các chuyến bay quốc tế. Chìa khóa, bấm móng tay, sạc điện, ổ cắm cầm theo thoải mái.